Thường trực huyện ủy vừa tổ chức hội nghị do ban công tác xây dựng đảng và báo cáo viên huyện ủy tháng 10 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, cùng đồng chí Nguyễn Quang Điền, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy chủ trì hội nghị. Thời gian qua, Thường trực ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị địa phương, các tổ chức cơ sở đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên huyện ủy quán triệt phổ biến nội dung kết quả hội nghị trung ương lần thứ 10 khóa 13 của Đảng, chỉ thị số 46 CTTU ngày 17 tháng 9 năm 2024 của ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới, thông qua kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và một số nội dung khác. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng đảng tại cơ sở, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các đơn vị cần bám sát các chỉ thị nghị quyết của cấp trên để triển khai hiệu quả, đặc biệt cần tiếp tục nâng cao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030 tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết các vụ việc tồn động. Đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, thời điểm cuối năm tình hình an ninh trật tự sẽ tiềm ẩn nhiều phức tạp nên cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường công tác nắm bắt tình hình, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.